bố ca sĩ Hà Phương tiết lộ lần đầu gặp mặt con rể tỷ phú. Nhạc sĩ Trần Quang Hiển, bố ca sĩ Hà Phương có những tiết lộ với chúng tôi về con gái. Đặc biệt là ấn tượng về lần đầu gặp con rể tỷ phú Chính Chu. Vừa qua, Hà Phương cho ra mắt ca khúc do chính bố của nữ ca sĩ chấp bút. Nữ ca sĩ tiết lộ hơn 40 năm trước, cậu ruột cô từng có chuyện tình đẹp nhưng nhiều thăng trầm. Thấu cảm với nỗi lòng người trong cuộc, bố của Hà Phương, nhạc sĩ Trần Quang Hiển, quyết định mang chuyện tình này viết thành bài hát mang tên Bến Đò Chiều Mưa. Đây là sản phẩm âm nhạc được Hà Phương tâm huyết trong một khoảng thời gian dài trước khi đầu tư, đánh dấu sự trở lại cùng người tình âm nhạc Trần Sang. Với sản phẩm âm nhạc được ra mắt đúng ngày sinh nhật mình, Hà Phương muốn tặng bố như một lời tri ân đến đấng sinh thành đã giúp cô có được thành công như hôm nay. Tâm sự với Thanh Niên, ông Trần Quang Hiển cho biết mình sáng tác nhiều bài hát nhưng không phải để bán mà đơn giản viết vì cảm xúc, cũng như muốn để lại cho các con. Những sáng tác đầu tay đến với ông từ những ngày còn là cậu thanh niên trẻ 17, 18 tuổi. Dù vậy, ông không sống bằng những sáng tác của mình mà mưu sinh bằng nhiều nghề. Trải qua nhiều thăng trầm cuộc đời, nhạc sĩ an lòng khi tuổi già có cuộc sống thoải mái, các con đều sống tử tế, thành đạt. Tôi luôn quan niệm sinh con để nuôi chứ không phải để nhờ. Dù cuộc sống lúc khó khăn hay khi có kinh tế thoải mái, các con có thành đạt thì tôi cũng không phụ thuộc, ông cho hay. Nhạc sĩ Trần Quang Hiển tiết lộ trong 6 người con thì Hà Phương là người bộc lộ năng khiếu và đam mê âm nhạc sớm nhất. Khi nữ ca sĩ quyết định đi theo con đường ca hát, ông không cấm cản mà còn đi tìm thầy cho con học. Tuy nhiên, thời điểm đó kinh tế gia đình tôi còn khó khăn. Ban đầu vợ tôi có dắt con đến học một ông thầy nhưng họ thấy nhà tôi nghèo, nói rằng chắc gì có tiền cho con học. Vợ tôi khi ấy tự ái nên dắt Hà Phương đến học chỗ khác. Khi các con theo nghệ thuật tôi đều ủng hộ, không cấm cản đứa nào. Tôi có niềm tin vào các con sẽ làm nghề đàng hoàng. Bằng chứng là bây giờ đứa nào cũng có gia đình, cuộc sống hạnh phúc. Không có gì lộn xộn, điều tiếng, bố của ca sĩ Cẩm Ly, Hà Phương, Minh Tuyết chia sẻ. Nhạc sĩ kể thêm khi Hà Phương lấy chồng đi nước ngoài cũng từng bị một số người nói ra nói vào, nghĩ rằng gia đình ông lên hương. Tuy nhiên, nhạc sĩ thẳng thắn, tôi sinh con để nuôi chứ không phải để nhờ. Dù có khó khăn, nghèo khổ gì tôi cũng không có ý định bán con. Nhắc về chồng Hà Phương, ông Hiển tiết lộ nhiều kỷ niệm trong lần đầu gặp chàng rể tỷ phú. Theo lời ông Hiển, khi ấy doanh nhân Chính Chu tìm đến nhà để hỏi thăm nhưng không nhắc gì đến Hà Phương mà giới thiệu mình là bạn của Minh Tuyết. Cậu ấy hỏi đây có phải nhà Minh Tuyết không? Biết đúng nhà thì cậu ấy gửi cho tôi một bức thư của Tuyết kèm ít tiền quà. Khi trò chuyện với nhau, cậu ấy cũng không nhắc gì đến Hà Phương mà chỉ hỏi thăm gia đình. Cậu ấy còn xem album hình gia đình. Anh chị em Hà Phương lúc nhỏ rồi ở lại ăn cơm với nhà tôi. Tôi cũng chia sẻ thật lòng về hoàn cảnh của mình, tâm sự rằng tôi không muốn các con đi Mỹ. Thà ở nhà tôi nuôi chứ con đi xa tôi, lỡ mệnh hệ gì tôi không chịu nổi. Kiểu người ta về để tìm hiểu gia đình mình xem thế nào mới quyết định tiến tới. Bố Hà Phương nhớ lại. Ca sĩ Hà Phương tiếp lời, lúc đó mẹ gọi qua cho Hà Phương nói có cậu nào ở Mỹ về, không biết bạn của con hay của Tuyết. Lúc đó Hà Phương đang có khá nhiều người theo đuổi, trong đó có một anh mà Phương biết là đang về công tác ở Việt Nam. Nên Hà Phương nghĩ là anh đó. Ai ngờ, sau mới biết được là anh Chính Chu. Ảnh âm thầm về Việt Nam để tìm hiểu gia đình Hà Phương. Sau lần gặp này, một thời gian sau thì ông Trần Quang Hiển nhận được cuộc gọi từ gia đình của doanh nhân Chính Chu ngỏ lời muốn kết thành thông gia. Ông chia sẻ, tôi nói rằng tôi chưa nghe Hà Phương nói nên phải hỏi lại ý con. Tôi nói hễ con thương ai thì tôi gả, dù người đó giàu nghèo. Có làm nghề gì cũng được, tôi không can thiệp nhưng phải nói với con rõ ràng. Vì lúc đó Hà Phương chưa kể thì sao tôi biết được. Khi đó tôi còn chưa biết gì về gia cảnh của nhà bên đó mà. Hiện tại, dù Hà Phương định cư ở Mỹ nhưng vẫn thường xuyên về Việt Nam thăm bố mẹ. Với ông, chỉ cần con gái có cuộc sống hạnh phúc, thoải mái đã là niềm vui, không cần các con báo hiếu.